Số 9 là Văn Thao, số 15 Văn Bảo và cuối cùng là số 7 Hữu Ngân. Và dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ áo xanh nhưng không chiến thắng được thủ thành Khương Lewis. Rất quyết liệt, vẫn còn lỗi thuộc về các chân sút bên phía Yuki FC. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Hoàng Giang. Một pha tranh chấp hơi quá lố của cầu thủ mang áo số 6 với thủ thành Khương Lewis. Dứt điểm thẳng, bóng không qua được sự ngăn cản của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo vàng. Thời tiết vẫn đang rất khó chịu. Cú chích mũi giày không qua được Khương Lewis, vẫn là màn cản phá tốt của thủ thành từng là đội trưởng của Chim Sẻ FC. Không được. Các thủ bên phía đội bóng Lâm Thịnh đang cố gắng để tạo ra những qua được vị trí phòng ngự của cầu thủ mang chiếc áo số 15 Văn Bảo. Được chuyền hơi non, Nhật Nam cơ hội dành cho số 16 có thể dứt điểm. Cú đá không thắng được thủ thành Khương Lewis. Một màn đổ người cản phá chính xác của người gác đền bên phía đội bóng Lâm Thịnh FC. Đây là... Và bây giờ thì các cầu thủ áo xanh đang phải rất vội vàng. Tình huống chuyền bóng của Văn Dũng, cơ hội dứt điểm vẫn không chiến thắng được Khương Lewis. Màn cứu thua xuất sắc của thủ thành bên phía đội bóng Lâm Thịnh FC. Pha cản phá của Khương Lewis không khác gì một bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lâm Thịnh. Đó là một pha cản phá giúp cho đội bóng áo vàng có thể đảm bảo được 3 điểm. Điểm không vào. Đó là pha dâng cao của thủ thành bên phía đội bóng áo xanh nhưng họ vẫn có thể cản phá tốt, vẫn còn phản công. Có lẽ đây là thời cơ cuối cùng của các thủ bên phía đội bóng xanh và bóng đá nằm gọn trong tay của Khương Lewis. Trọng tài cũng đã nổi còi khép lại trận đấu đầu tiên giữa hai đội bóng Du Kỳ và Lâm Thịnh FC. Hai đội bóng chúc mừng chiến thắng của các thủ Lâm Thịnh. Họ đã phải chiến đấu rất vất vả. Và để có thể đảm bảo được tỷ số 3-2 thì Lâm Thịnh cũng đã phải nhờ sự góp công rất lớn đến từ sự góp mặt của thủ thành Khương Lewis với những pha cản phá không ngừng. Nỗ lực dành cho Hoàng Minh, không được, vẫn không thể thắng được Khương Lewis. Một pha dứt điểm rất nguy hiểm của các cầu thủ bên phía Dr. Trần. Dr. Khoa, bóng vừa đập công dọc, rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 5-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Có khá nhiều cái tên đã quá quen mặt với nhau khi mà cùng là đồng đội ở câu lạc bộ Chim Sẻ FC. Việc có khá nhiều quân số từ Chim Sẻ FC đầu quyền cho cả hai đội bóng sẽ tạo nên một màn cà khịa kịch tính trên sân bóng đá giữa hai đội. Trong khuôn khổ lúc này của các cầu thủ với Lâm Thịnh FC là thủ thành từng là đội trưởng của Chim Sẻ FC Khương Lewis. Trong khi đó thì trên hàng công của đội bóng áo đỏ, Hoàng Sang, cầu thủ mang chiếc áo số 5 cũng là một thành viên của Chim Sẻ FC và ngày hôm nay thì họ sẽ có một cuộc đối đầu đầy thú vị giữa hai chiến tuyến. Hoàng Sang, tiền đạo tấn công đang có được 4 bàn thắng, sẽ đối mặt với thủ môn Khương Lewis trong trận chung kết. Và chúng ta cũng chờ xem. Thủ bên phía đội bóng áo đỏ nỗ lực dứt điểm, đó là pha dứt điểm chưa thành công. Rất quyết liệt, tình huống lấy bóng tốt, phay xoay người đá ngay. Cú đá là của Hữu Thịnh nhưng vẫn không thắng được thủ thành Khương Lewis trong khung gỗ của các thủ Lâm Thịnh FC. Cơ hội trở lại với các thủ áo đỏ, đường chuyền không chính xác của Lê Nam. Nguy hiểm, bóng vừa đập sang ngang. Xin chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía Katavi. Sức may dành cho đội bóng áo vàng. Và bóng vừa rồi thì cú đá rất khó chịu của các cầu thủ bên phía Katavi đã đưa bóng chạm vào sang ngang bật ra. Lại là Hữu Thịnh. Tình huống ngăn cản tốt của số 6 với khả năng càng lướt tốt của mình. Pha phối hợp 1-2. Khương Lewis đã có pha phản đón băng ra các bóng kịp thời. Và đá phạt dành
Không phải, đó là quả đá biên. Bóng vừa chạm chân của cầu thủ áo số 4 Lê Tuấn, nhưng vừa rồi thì cú đá bồi của Lê Tùng đã đi không chính xác. Đã đi không chính xác. Vẫn có phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Bóng đã đi vào lưới, tỷ số được mở dành cho Katowice FC. Và bóng rất bất ngờ. Và cầu thủ Bương Ngôn số 12 đã có được bàn mở tỷ số dành cho các... Nỗ lực đột phá của Hoàng Sang không được, số 5 đã không qua được sự theo kèm của cầu thủ áo số 16, đó là Phan Kiệt. Vẫn là Hoàng Sang, cơ hội dứt điểm không vào. Lần này thì Cương Lũy đã cho thấy sự xuất sắc của mình. Một pha cản phá giúp cho đội bóng áo vàng ngăn cản được một bàn thua 10-10. Tình huống căng ngang là rất chính xác của cầu thủ áo số 5 Hoàng Sang. Thêm một pha thử thách nữa của Hoàng Sang với người đồng đội của mình ở Chim Sẻ FC. Rất quyết liệt pha tranh chấp của Lê Tùng. Tiếp tục một cơ hội nữa dành cho các thủ đỏ. Pha Quang ơi, pha bằng xa rất kịp thời của thủ thành. Rất may là bóng đã chạm vào mép người cột dọc. Tình huống mà Khương Lũy đã rời bỏ khung thành bằng xa rất xa để ngăn cản pha phối hợp giữa cầu thủ áo số 5 cùng với thủ thịnh thì không chính xác trong tình huống này. Một cơ hội nữa dành cho các thủ, thêm một pha cản phá xuất sắc của thủ thành Khương Lũy. Vững vàng bay người như người nhện của thủ thành áo số 1 bên phía đội bóng Lâm Thịnh FC. Tiếp tục là các thủ đỏ đang có bóng. Chúng ta cùng xem lại pha bay người cản phá của thủ thành Khương Lũy. Một tình huống bóng phải nói rất đẹp mắt của người gác nền bên phía đội bóng Lâm Thịnh FC. Lợi thế dẫn trước mong manh một bàn thuộc về các thủ Gatavi. Những khoảng cách trong sân nằm một bàn là một khoảng cách rất mong manh. Thật nằm thực thế sẽ suy chuyển rất nhanh. Và cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng đỏ. Không vào. Tình huống bỏ lỡ rất khó tin của các thủ bên phía Gatavi. Xin chút nữa thì tỷ số đã là 2-0 rồi. Chúng ta hãy xem lại tình huống đột phá và dứt điểm của số 11. Thêm một cơ hội dành cho các thủ đỏ. Không vào. Vẫn còn. Vẫn không vào. Sức đáng tiếc dành cho các thủ bên phía Gatavi. Họ chưa có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tình huống tranh chấp tốt của cầu thủ mặc chiếc áo số 6 bên phía đội bóng đỏ. Những pha đập nhã tốt. Gọi. Không có được cú dứt điểm bởi pha bàn ra chính xác của Khương Lewis. Đường chuyền dành cho Minh Quân. Mất bóng. Gọi dành cho Hữu Thịnh. Pha xử lý rất xuất sắc. Không được. Pha dứt điểm. Tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ Katowice FC. Người ghi bàn lại là Hữu Thịnh. Và cắt bóng nữa của các cầu thủ đỏ và cơ hội tiếp tục dành cho Lê Tùng, cú đá ngay. Và Khương Lewis cũng đã bắt rất chắc tay trong cú dứt điểm này của cầu thủ áo số 12. Khoe kịp không? Không vượt qua được đinh hiệp. Không có lỗi của các cầu thủ đỏ. Trận đấu vẫn được tiếp tục, cơ hội phản công dành cho các cầu thủ bên phía. Rất may là Khương Lewis đã có bàn băng xa rất chính xác để ngăn cản cơ hội phản công nhanh dành cho các cầu thủ Katowice.